Bước tiếp những thành công từ việc phát triển các vùng chuyên canh cây có múi, hiện nay nhiều hợp tác xã, hộ sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đang đẩy mạnh sản xuất cây có múi theo hướng hữu cơ, đem lại chất lượng tốt và hứa hẹn những thành quả tối ưu từ vùng chuyên canh cây có múi nổi tiếng này. Hiện nay, cây ăn trái có múi như cam sành, cam xoàng, bưởi da xanh, quýt đường, quýt hồng là cây trồng chủ lực của huyện Bắc Tân Uyên, đã hình thành được những vùng sản xuất tập trung chủ yếu tại các xã Hiêu Liêm, Tân Định, Đất Quốc, Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An với tổng diện tích đạt gần 3.000 hectare. Đây cũng là vùng sản xuất tập trung quy mô lớn của tỉnh. Đa số ở các vùng chuyên canh cây có múi đều áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đem lại năng suất cao, chất lượng an toàn, cung ứng cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Nhiều sản phẩm đã được công nhận thương hiệu cam Bắc Tân Uyên, bưởi Bắc Tân Uyên, quýt Bắc Tân Uyên. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, hộ nông dân đã chuyển hướng sang sản xuất theo hướng hữu cơ, đáp ứng nhu cầu xanh sạch của người tiêu dùng. Năng suất các vườn cây ăn trái cũng được nâng lên, bình quân đạt từ 50 đến 60 tấn một hectare. Bưởi, cam, quýt ở vùng đất này vốn được tiếng thơm ngon mà ít nơi nào có được. Nay với việc áp dụng sản xuất hữu cơ, sản phẩm ngày càng ngon và chất lượng, khẳng định được uy tín và thương hiệu trên thị trường. Đất sỏi cơm mình làm tốt, đất cây nó phát triển tốt. Thì mình ứng dụng cái biện pháp là sản xuất theo chương trình Việt Gáp thì hướng đến hữu cơ, thì trong khi đó mình áp dụng thì đạt được hiệu quả chất lượng, thì để cho người tiêu dùng yên tâm và sử dụng. Quá trình chăm sóc là đều gần như là dùng sản phẩm hữu cơ, thậm chí nhiều khi làm cỏ cũng là nhổ cỏ bằng tay hoặc là dùng bằng rẫy cỏ, ít sử dụng thuốc cỏ để cho các sản phẩm của mình á nó an toàn. Để phát triển diện tích cây ăn trái có múi, cùng với việc triển khai quy hoạch vùng trồng chuyên canh, huyện Bắc Tân Uyên còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nông dân, khuyến khích nông dân đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Các hộ dân cũng được tiếp cận cái nguồn vốn là 04 từ của tỉnh để hỗ trợ cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra thì bên hội nông dân cũng có cái nguồn ủy thác từ hội nông dân tỉnh, thì hội nông dân cũng tạo điều kiện để cho các chủ vườn này tiếp cận được cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh. Việc hình thành vùng sản xuất tập trung đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách đồng bộ, hiệu quả trên diện tích lớn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về năng suất giữa các hộ nông dân, nâng cao năng suất bình quân toàn vùng, gia tăng chất lượng sản phẩm. Gắn với đó, việc ứng dụng sản xuất hữu cơ còn là hướng đi đúng để đưa nông sản sạch của huyện Bắc Tân Uyên đến với người tiêu dùng ngày một nhiều hơn, tiếp tục khẳng định thương hiệu nông sản sạch của địa phương.